rơi tiền vua bí ẩn ở Việt Nam. Theo truyền thuyết, đây là sản vật đặc biệt để dâng lên vua. Dê ngựa là một trong những dị phẩm tiến vua nổi tiếng nhất Hà Nội. Loài vật này trú ngụ tại khu hang động ở Sài Sơn. Từ xưa tới nay rất hiếm khi xuất hiện. Loài dê này quý đến mức du khách phải cực kỳ may mắn mới có thể được thưởng thức món ăn đặc biệt này. Dù có giá bán thông thường ở mức cao là 2-3 triệu đồng 1kg, nhưng nhiều khi trả cả chục triệu cũng không mua được vì dê ngựa quá hiếm. Về mặt tâm linh, dê ngựa ở hang động Sài Sơn được coi là có thể sinh ra phúc lộc cho con người. Các nguồn tin cho biết, trong Đại Nam Nhất Thống Chí, dê ngựa đứng đầu trong 4 thứ dị phẩm tiến vua của người Sơn Tây. Các thợ săn chuyên nghiệp cho biết, muốn tìm dê ngựa nên đi vào mùa rét từ tháng 9 đến tháng chạp âm lịch khi có gió mùa đông bắc tràn về. Lý giải về điều này, người dân quanh vùng cho biết, vào các mùa khác, dê bận sinh sản nuôi con, gầy, không béo, thịt không thơm ngon mỡ màng. Địa điểm săn dê ngựa là hang thần, hang các cớ. Tuy nhiên, không phải dê nào trong hang cũng là dê ngựa, mà đa số chúng là dê muỗi, dê đay. Trong số cả nghìn con dê, may ra mới có một con dê ngựa. Hang các cớ lại sâu hun hút, lúc nào cũng đen như mực, nên thợ săn phải rất vất vả tìm kiếm, chờ đợi. Chưa kể còn phải rất nhanh tay. Theo mô tả, dê ngựa Sài Sơn rất to, có con to như một con chim ngói, béo múc, nặng hơn 0,2kg. Chúng có bộ lông xám nhạt, mượt, mặt giống hệt mặt ngựa, tai to, mắt to, thân dài. Đặc biệt, những con dê ngựa đực có bộ phận sinh dục to, lủng lẳng, giống như của ngựa. Bắt dê ngựa khó và kỳ công là vậy, nhưng phần thưởng lại rất xứng đáng. Thịt dê béo núc, mập mạp, ăn miếng nào là tan vào miệng miếng ấy. Điều đặc biệt khi chế biến dê ngựa là không cần dùng nhiều gia vị, thịt dê vốn vừa ngọt vừa thơm. Vậy nên đầu bếp tránh dùng gia vị, khiến thịt bị át mất hương vị. Nguyên nhân khiến thịt dê ngựa ngon ngọt hơn dê khác chưa được giải thích khoa học. Tuy nhiên, nhiều người đoán rằng dê ngựa chuyên ăn những hoa quả chín trên cây, nên da thịt đậm đà hơn, trong khi những loài dê tầm thường khác chỉ ăn côn trùng nên thịt không ngon bằng. Đông y cho rằng thịt dê ngựa có thể giải độc, lợi tiểu, chữa bệnh hen suyễn cho trẻ em, giúp người già trường thọ. Họ hàng của dê ngựa Sài Sơn cũng phân bố ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Dù vậy, chúng ít được người dân sử dụng làm thực phẩm. Trên thực tế, dê ngựa thường bị coi là loài gây hại cho những thiệt hại mà chúng gây ra cho cây ăn trái. Vào những năm 1800, chính phủ Úc đã trả tiền thưởng cho nông dân để tiêu diệt dê ngựa, nhưng hiện tại hoạt động này đã dừng từ lâu. Hang ổ của dê ngựa có thể gây phiền toái đối với con người. Tại vịnh Batemans, Úc, người dân địa phương cho biết họ bị quấy rầy bởi tiếng kêu của dê ngựa vào buổi sáng, đến nỗi họ bị mất ngủ. Dê ngựa cũng có thể bay vào đường dây điện và gây mất điện. Dê ngựa cũng có thể lây truyền một số bệnh không gây chết người, chẳng hạn như virus meningococcal. Những loại virus này hiếm khi ảnh hưởng đến con người và chỉ có một số ít trường hợp được ghi nhận. Dê ngựa cũng không phải là vật chủ của những bệnh nguy hiểm như SARS hay Ebola.